Hôm nay mình gặp được hai con cá này. Ở chỗ mình thì nó có tên là cá bể trầu. Tuy nó đẹp không bằng mấy con cá lia thia hay là mấy con cá beta thời bây giờ, nhưng tuổi thơ của mình gắn bó với nó rất là nhiều. Con cá này nó đang giữ ổ nên nó thấy cái tay của mình là nó bỏ chạy vô ổ liền. Cái bọt trắng trắng là ổ của nó đó mọi người. Hồi xưa thì mình cũng hay bắt mấy con cá này về để nuôi, tại vì đâu có tiền nhiều để được mua mấy con cá lia thia về nuôi đâu. Nên một là ra ruộng, hai là tìm ở dưới mấy cái ao, có cá gì thì mình nuôi cá đó. Vậy mà cũng vui lắm á mọi người. Mấy con cá sặc bớm này cũng không có ngoại lệ. Thấy vậy chứ thả vào hồ nuôi cũng đẹp lắm á mọi người. Con bơm bớm này đã làm mình bất ngờ. Nó đậu lên tay của mình luôn nè mọi người. Mình nhìn thấy nó bay vòng vòng trên cái mái nhà, mà đặc biệt nó cứ bay vòng quanh cái chỗ mình đứng. Do sự tò mò không biết có cái điềm báo gì không, mình mới đưa cái tay lên thử. Một điều bất ngờ là nó đậu lên tay của mình luôn nè mọi người. Không biết là nó muốn báo tin gì cho mình nữa. Mọi người có ai gặp trường hợp như thế này chưa? Mình thì cứ nghĩ đây là sự trùng hợp mà thôi. Sau khi nó bay đi thì nó quay lại và đậu trên tay của mình lần thứ hai. Cảm giác của mình lúc này nó rất là khó diễn tả. Lần này thì mình nghĩ là không phải là trùng hợp đâu, mà mình cũng không biết đây là điềm báo gì nữa.